Bất động sản thiên nhân à. Xin kính chào quý vị. Này chúng tôi đang đứng ở xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây có một cái lô đất này bán ngay cái chỗ ngã ba này. Đây là cái đường đá này. Thì có cái sơ đồ lô đất đây để cho quý vị xem cái sơ đồ lô đất trước xong rồi đấy. Đây là một cái đường đất này. Chỗ này là cái ngã ba nha quý vị. Bên này có nhà ở luôn. Đó. Thì chỗ này cái ngã ba. Thì cái sơ đồ lô đất thì như này. Hơi chói nắng tí quý vị thông cảm nhé. Cái chỗ sơ đồ lô đất thì như này, cái đường đi vào nối này đó, sau đó rẽ sang hai bên thì là cái lô đất ở hai ba mặt tiền như này đó, lô đất hình thù như này luôn đó. Bên này là đường, một bên đường đất, một bên đường đường đá. Thực ra thì cái đường đá này đúng là to hơn, thấy vẽ đường đất này to. Sơ đồ lô đất là như vậy, diện tích của lô đất là 1 hectare 6, khoảng 1 hectare 6. 13.594. Chứ không được, không phải hôm trước vào trước. 13.594 à. Ừ. Tức là 1 hectare 35. Lô đất này 1 hectare 35 nha quý vị, đang trồng tiêu, ở trong này có một số cây điều, rào lưới B40 hết xung quanh rồi. Có một cái đặc điểm là cái lô đất này thì cũng view hồ sông Dây qua một cái lô đất khác qua bên kia đường. View hồ sông Dây, hồ sông Dây thì dưới kia có một cái đường vành đai đang làm. Thì cái lô đất này chủ giao giá là 4 tỷ 2 cho 1 héc. 4 tỷ 2 tức là 420 triệu cho một sào. Đó. Thì về cơ bản thì lô đất cũng tương đối là màu mỡ, đất cao, đẹp. Đây view hồ sông Dây đây quý vị nhá. Đấy, đây là view hồ sông Dây này. Đấy, cái lô đất này rào lưới B40 rồi, view hồ sông Dây. Mặt tiền hai chiều khá dài, nếu cộng tổng lại chắc phải cỡ gần 300 mét đó. Gần 300 mét cho hai phía mặt tiền. Đó, mặt tiền này dài tít đến đằng kia. Đây, đi hết cái mặt tiền này có cái lưới B40 này. Thì không, chắc là mặt đấy cái mặt này thôi chứ. Ba mặt tiền. Ba mặt tiền á. Cái này thì lô đất này phía này nó rất là dốc nha quý vị. Thì có ai làm nhà đằng trước này thì mình vẫn có cái khoảng view hồ rất là đẹp. Mình đang ở rất là cao này, view hồ rất là đẹp nha. View hồ cực đẹp luôn. View hồ rộng, góc view hồ rộng và đẹp. Lô đất này dài nhỉ. Đấy, cái mặt tiền này đi hoài không hết luôn đó. Thì ngoài kia thì là đường đá, trong này thì đường đất, và cái chủ trương lên nông thôn mới của xã Bảo Lâm này thì đường đá là sẽ đổ nhựa, đường đất là sẽ đổ bê tông. Đó, và trong năm tới là sẽ triển khai hết một loạt để lên nông thôn mới, cho chủ trương của các xã đều là vậy. Đấy. Khi mà mua mà lô đất vẫn còn đang đường đất đường đá này thì nó cũng có giá trị nè. Còn đến khi mà họ lên đường bê tông thì đương nhiên là quý vị đến đây giá nó đã cao rồi. À, đến đây thì là hết lô đất nha quý vị. Đây thì hết lô đất này. Bên cạnh này thì là một rừng cao su này. Đó. Lô đất này hình như là cũng nở ra phía trong kia kìa. Đó, nở ra theo cái đường lưới B40 này đang trồng tiêu này. Đó. Còn bên cạnh cái lô đất trồng tiêu này thì đang là cao su này, cây này khá là to ha. Cây này là to và chắc nó thu hoạch cũng sắp hết mổ rồi, sắp hạ cây lấy gỗ. Đó. Thì lưới B40 là cái rừng này và view hồ thì đây rồi. Đó, quý vị xem này. Đó, đây là lưới B40 nha, là dọc chiều dài lô đất. Thế còn góc bên này thì là view hồ. Đó, view hồ qua một lô đất khác, nhưng cái lô này khá là dốc. Lô đất view hồ này khá là dốc nên cái góc view hồ của cái lô đất ở trên này cũng tương đối tốt. Rất là cao. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một sản phẩm view hồ, giá cũng vừa phải, có hai mặt đường, rất thích hợp để phân lô, làm nhiều lô luôn ấy. Ví dụ như là nếu mà cho phép phân lô đất nông nghiệp là có thể 1.000 m² một lô, thì là chỗ này là phân được 13 lô luôn. 13 lô mà ví dụ mỗi lô mà giá tầm 420 thì vẫn còn là giá có thể đầu tư được. Và quý vị có thể hoặc là chia cho bạn bè họ hàng chung góp vốn rồi phân sổ ra, mỗi người một sổ riêng. Thì đây là hồ sông Dây nha quý vị, hồ sông Dây phía dưới kìa. Phía dưới cái chân cái lô đất này có một cái đường vành đai là hồ sông Dây đang làm. Họ đang ủi rồi, đang triển khai rồi. Giá trị những cái lô đất vành đai lên chóng mặt luôn. 300 lên 400, 400 lên 500 mà bây giờ nhiều lô họ hô cả tỷ. Thì cũng rất là sốt, rất là nóng. Nếu quý vị nào quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc là gọi điện cho chúng tôi. Quý vị có thể bấm đăng ký ủng hộ kênh. Và ngoài ra thì cũng cập nhật được sẽ các cái thông tin mới
và một số thông tin nếu mà cần tư vấn thì quý vị gọi cho chúng tôi hoặc là để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn. Tư vấn là miễn phí nha quý vị. Và ngoài ra thì quý vị có thể mua đất ở bất kỳ đâu mà cần tư vấn, chúng tôi vẫn tư vấn một cách bình thường, không nhất thiết là cứ phải mua đất của chúng tôi mới tư vấn. Đấy thì là chính sách của công ty là tương đối rõ ràng, thoải mái. Đấy, Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.